Xin chào tất cả các bác, rất vui được gặp mọi người trong phiên đồng hồ ngày hôm nay của kênh Kênh Đồ Cũ. Buổi sáng thứ 6 ngày 31 tháng 3 năm 2023, tất tổng Zalo và mang đến cho các bác bộ sưu tập các mẫu đồng hồ cơ cổ chính hãng đến từ nhiều các thương hiệu. Mời các bác cùng theo dõi video nha. Chiếc số 1 ngày hôm nay sẽ gửi đến các bác một em Edox, thương hiệu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ. Đây là bản máy Edox dòng máy King Star. Đây là cái phiên bản cao cấp của thương hiệu này nha các bác. Chiếc Edox King Star này thì sẽ có cái dáng máy rất là chất luôn này, cực kỳ là nam tính. Thiết kế chiếm vát hai bên viền cạnh đó, tạo cho nó cảm giác trông rất là manly. Màu mặt xanh vỏ đỗ, kết hợp với phần cọc số bọc vàng, thiết kế dạng khối, một ô cửa lấy góc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài của chiếc Edox này sẽ là vỏ thép không gỉ nha các bác. Đó, đây là phía mặt đáy này, sẽ có khắc biểu tượng của thương hiệu ở đây. Chiều ngang là 36 và chiều dọc của chiếc này là 41. Ngang 36 và dọc là 41 nha. Bây giờ em sẽ lên tay cho các bác nhìn ngắm nhé. Edox King Star, máy cơ tự động Thụy Sĩ. Thân vỏ thép không gỉ. Máy em này đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Bác nào yêu thích mẫu đồng hồ này thì có thể chốt đơn cho em nhé. Mã số 1 với giá chỉ có 1.780.000 thôi ạ. 1.780.000. Chốt đơn cho em theo số điện thoại Zalo 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình nha. Còn đây sẽ là bộ máy bên trong của em đồng hồ này nha các bác. Edox máy tự động 21 Jewel, nguyên bản của đồng hồ Thụy Sĩ này. Máy rất là sáng và đẹp như thế này. Bên em thì sẽ có hai hình thức thanh toán dành cho các bác. Cách thứ nhất là các bác có thể đặt cọc từ 200.000 một đơn trở lên. Bên em sẽ gửi hàng qua bưu điện và các bác thanh toán nốt phần tiền còn lại cùng với tiền cước cho bưu tá. Cách thứ hai là các bác chuyển khoản hết thì bên em sẽ bao phí vận chuyển nha. Chiếc thứ hai này, Technos Super Crown phiên bản đồng hồ cao cấp của Thụy Sĩ. Đây là một chiếc Technos với form mặt rất là lớn. Đó, các bác có cổ tay to là đeo này thoải mái này. Size mặt ngang là 37 và chiều dọc sẽ là 43 nha. Thiết kế này thì sẽ nổi bật với cái phần mặt kính chém vát 9 cạnh này. Công nghệ cắt kính của người ta rất là tốt. Đó, phần cọc số nổi và có một ô click góc 3 giờ. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép không gỉ. Mặt đáy bát quái có khắc tên cùng với biểu tượng thương hiệu Technos ở đây. Nốm zin nguyên bản nha. Super Crown, một cái dòng cao cấp của Technos. Bây giờ em sẽ mở máy này. Và đây sẽ là phần máy bên trong của em đồng hồ này nha các bác. Bộ máy tự động nguyên bản Technos, 30 chân kính, vành tóc gai. Máy cực kỳ đẹp luôn nha, đã được lau dầu và căn chỉnh ổn định rồi. Tình trạng máy hoạt động tốt. Em này là máy tự động và ngoài ra thì còn có hỗ trợ thêm cả cơ cốt tay nữa. Máy tự động và có hỗ trợ cốt tay. Technos Super Crown, zin nguyên bản. Một em đồng hồ cao cấp của thương hiệu Technos. Mã số 2 có giá là 2.880.000. 2.880.000 nha các bác. Qua mẫu số 3 sẽ gửi đến các bác một em đồng hồ Liên Xô thương hiệu Koslavin. Đây là một chiếc Koslavin bọc vàng 22K và có chuyện ở trên phần mặt đáy này. Mặt đáy inox, thân vỏ vàng và đặc biệt là em này rất là nổi bật với một cái màu mặt cực kỳ sáng. Mặt được trắng men bóng và các cọc số thì sẽ được khía trực tiếp trên cái phần mặt nền như thế này. Size mặt 34. Size mặt 35 nha các bác. Em xin lỗi, size 35. Bộ máy cơ cốt tay, cơ lên dây. Dáng máy rất là thanh lịch, bốn chân càng dài. Máy cơ mỏng gọn, rất là sang luôn nha.
Các bác yêu thích mẫu Coslavi này thì chốt đơn em, mã số 3. Chỉ có giá 1.480.000 thôi là các bác có thể sở hữu ngay em đồng hồ này rồi ạ. Mã số 3, giá 1.480.000. Tiếp tục qua mẫu và gửi đến các bác một chiếc Slava, máy cơ lên dây 26 chân kính của đồng hồ Liso nha. Đây sẽ là một chiếc Slava dáng trứng cổ điển. Phiên bản này được ra đời vào khoảng những năm thập niên 80 nha các bác. Và đây là một cái mẫu đồng hồ được sản xuất của quân đội Liso nha các bác. Đó. Thiết kế màu mặt đen với các cọc số học trò dạng nổi và có một ô lịch góc 3 giờ này. Đó. Và em này rất là nổi bật với cái thiết kế niềng băm tạo điểm nhấn rất là cuốn hút cho phần mặt của mẫu Slava này. Thân vỏ vàng. Đây, lớp vỏ vàng bên ngoài còn rất là đẹp nha, nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu hao mòn. Ở phía mặt đáy nóc và có khắc biểu tượng quân đội ở dưới này. Size mặt 37, đây là một form mặt dễ đeo nha. Bộ máy cơ lên dây với 26 chân kính ạ. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm này. Slava. Chiếc đồng hồ của quân đội Liên Xô. Em này sẽ có hai núm nằm tại vị trí góc 2 và 3 giờ. Đây sẽ là một chiếc núm lịch bơm nha. Các bác sẽ ấn vào bên trong như thế này để chỉnh lịch giúp em. Các chức năng hoạt động tốt. Mã số 4 giá 1.550.000 thôi ạ. 1.550.000 mã số 4 ngày hôm nay. Croton, một em đồng hồ xưa cổ của Thụy Sĩ ạ. À, đây là một chiếc Croton mang dáng máy rất là độc đáo nha các bác. Hàng cổ sưu tầm này. Mặt hơi lấm tấm vết thời gian. Và em này thì rất là nổi bật với thiết kế bốn chân càng như thế này. Đó. Mình sẽ xòe ra như vậy. Rất là độc đáo luôn. Form mặt thì sẽ là một cái form bắt úp nha. Form mặt bắt úp. Thân vỏ vàng. Mặt đáy em này thì sẽ là đáy inox. Đây là một chiếc Croton máy có tay, cơ lên dây. Size mặt trên này là 34 ạ. Ở đây em thấy có chuyện là được bọc vàng 10k gold fill nha. Đó, có chuyện ở dưới đáy này. Một em đồng hồ cổ thương hiệu Croton của Thụy Sĩ. Máy cơ lên dây có tay. Tình trạng hoạt động tốt, đã được lau dầu. Chốt đơn em trên này với mã số 5 có giá là 1.450.000. 1.450.000 em này nha. Hôm nay ánh sáng không được tốt tại vì là bên ngoài trời đang mưa các bạn. Rất là tối luôn đấy, em bật điện cho nên là cái bóng điện nó sẽ hắt vào đây. Hắt vào cái này đôi lúc là nhìn nó hơi bị chói một chút, các bác thông cảm nhé. Tiếp tục này, Slava. Máy cơ lên dây 23 chân kính, một em đồng hồ của Liên Xô. Em này thì bọc vàng Âu 10 và có chuyện ở đáy. Một em đồng hồ cổ Slava này. Dáng trứng. Màu mặt vàng và có một ukulele cấp 3 giờ. Chiếc này thì chiều ngang là 37 và chiều dọc là 44. Bộ máy cơ có tay 23 chân kính. Em này là chống sốc nha, máy chống sốc này, đáy này. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đó. Slava. Một em đồng hồ cơ cổ của Liên Xô. Máy cơ lên dây 23 chân kính. Mã số 6 giá 980.000. 980.000 cho chiếc số 6 ngày hôm nay. Qua mẫu số 7 lên coi bác một em Rado nha. Phiên bản Rado Voyager được ra đời vào đầu những năm thập niên 70. Đây là một trong những cái phiên bản rất là nổi tiếng của thương hiệu đồng hồ này. Màu mặt vàng vân cát rất là sang trọng với điểm nhấn nằm tại góc 6 và 12 giờ. Em này thì sẽ có thêm một ô clip góc 3 giờ nha. Chiều ngang 32 và chiều dọc là 36. Thân vỏ vàng cùng với mặt đáy inox và có khắc tên thương hiệu Rado ở dưới đây. Bây giờ em sẽ đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm này.
bộ máy cơ tự động, và em này có hỗ trợ thêm cả con tay nữa. Radio Voyager, một em đồng hồ tự động xưa cổ Thụy Sĩ, một thương hiệu lớn và nổi tiếng, mã số 7 với giá 2.080.000 em này. Mẫu số 8 tiếp tục lên một em đồng hồ cổ của Thụy Sĩ này. Em này là một chiếc Helleborus. Đây sẽ là một chiếc Helleborus với màu mặt cực kỳ đẹp luôn, mặt trắng tỏa tia và nổi bật với những phần cọc số nổi như thế này. Em này sẽ có phần thân vỏ vàng nha. Và cái lớp vỏ vàng của em này thì nó hơi lên màu bã trầu như thế này. Đó. Mặt đáy inox. Size mặt trên này sẽ là 33 không tính đốm ạ. Size 33 không tính đốm nha. Bộ máy cơ lên dây quắt tay. Em đeo lên tay cho các bác cùng tắm. Helleborus. Một em đồng hồ cơ cổ Thụy Sĩ, mã số 8 có giá là 1.080.000. 1.080.000 nha các bác, mã số 8. Tiếp tục lên chiếc số 9 này. Số 9 sẽ là một chiếc Pontiac mặt vuông cạnh bầu. Và chiếc này thì sẽ có cái màu mặt, đó là cái màu nâu xám. Một ô cờ lịch góc 3 giờ, bọc vàng au 5 và có triện ở phía dưới đáy này. Thân vỏ vàng. Phía mặt đáy thì sẽ là đáy inox nha. Chiếc này sẽ có size mặt là 36. Size 36 ạ. Bộ máy cơ có tay, cơ lên dây. Em lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây sẽ là phần mặt của mẫu đồng hồ này nha. Một chiếc Pontiac máy lên dây có tay 17 chân kính. Form mặt vuông cạnh bầu, rất là vuông vắn. Mã số 9 giá 1.480.000. 1.480. Rado Voyager phiên bản vỏ thép không gỉ này. Em này zin nguyên bản cả phần dây khóa luôn nha các bác. Đó. Mặt kính phẳng. Bọc số trải tia và có một ô cờ lịch góc 3 giờ. Em này chiều ngang là 34 và chiều dọc. Chiều dọc chiếc này sẽ là 38 ạ. Vỏ thép. Mặt đáy ở đây thì sẽ có khắc tên thương hiệu và phần nốm zin nguyên bản nha các bác. Nốm mỏ neo. Đó. Zin toàn bộ 100% luôn, cả phần dây khóa luôn. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm này. Em này mặt vân lụa rất là sáng luôn nha. Máy cơ tự động. Máy tự động tình trạng hoạt động tốt. Phần nốm này thì có nấc để chỉnh định nhanh, rất là tiện nha. Các bác sẽ xoay nốm theo chiều xuôi kim đồng hồ để chỉnh lịch ngày và xoay ngược kim đồng hồ để chỉnh phần lịch thứ. Radio Voyager mã số 10 có giá là 2.280.000. Qua mã số 11 sẽ lên cho các bác một chiếc Paqueta. Một em Paqueta mặt bắt úp nha. Và em này thì rất là nổi bật với một cái màu mặt xanh cực kỳ là độc đáo như thế này. Chiếc này sẽ có phần cọc số học trò và một ô cửa lịch nằm tại góc ô lộc 6 giờ. Và phần thân vỏ bên ngoài của em này sẽ là lớp vỏ vàng nha. Đây các bác nhìn em này, vỏ còn rất là sáng bóng như thế này. Đáy thì sẽ là đáy inox. Size mặt trên này 35. Size 35 không tính đốm ạ. Bộ máy cơ có tay nha. Em sẽ đeo thử lên tay cho các bác cùng ngắm này. Ở chiếc Paqueta này thì sẽ có thiết kế chân càng kiểu chân rùa rất là ngắn, tạo cho nó cái nét cũng rất là hay và độc đáo. Và đây sẽ là bộ máy trong nha. Đây các bác có thể ngắm bộ máy bên trong của em Paqueta này. Em này là máy Su 2614.H. Một bộ máy xưa và cổ điển của đồng hồ Liên Xô, thương hiệu Paqueta. Mã số 11 em này mã Zalo đến các bác với giá 1.200.000 này. 1.200.000 mã số 11. Tiếp tục qua mẫu và gửi đến các bác một chiếc Rubis.
Em này là một chiếc Rubik cổ với tuổi đời hàng trăm năm tuổi luôn nha các bác. Mặt rất là xưa rồi, các bác có thể nhận thấy được là đã có sự xuất hiện của những vết lên dầu cùng thời gian như thế này. Thân vỏ vàng và em thấy ở đây thì có chuyện được bọc vàng 20 micron này. Đó. Mặt đáy inox. Dây khóa chun nha. Em này lớp vỏ vàng bên ngoài còn nguyên vẹn luôn. Size mặt 32, một cái size mặt cổ. Chân càng thì khá là dài đấy. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Rubik máy cơ có tay 17 Jewel của đồng hồ Thụy Sĩ. Bọc vàng 20 micron. Máy cơ có tay 17 Jewel đã được lau dầu, hoạt động ổn định. Mã số 12 có giá là 1.080.000. 1.080.000 nha các bác, mã số 12. One Time máy tự động Thụy Sĩ. Đây là một chiếc One Time 17 Jewel nha các bác. Thiết kế phong cách độc lạ. Mặt vàng, cọc số nổi và có một lịch góc 3 giờ. Đây sẽ là phần thân vỏ bên ngoài này. Các bác có thể thấy được thiết kế chân càng cũng như là cái phần dáng máy rất là lạ mắt như thế này. Đáy inox có khắc tên thương hiệu One Time ở đây. Size mặt trước này chiều ngang sẽ là 35 và chiều dọc là 39. Bộ máy cơ tự động và có hỗ trợ thêm cả cái quất tay nữa. Một em đồng hồ One Time hàng sưu tầm độc lạ đến từ Thụy Sĩ. Zalo em này đến các bác mã số 13 với giá là 1.880.000 ạ. 1.880.000 mã số 13. 14 lên cho các bác một em Dufonter Lossen Picard, thương hiệu đồng hồ cao cấp và nổi tiếng tại Thụy Sĩ nha các bác. Đây là một thương hiệu rất là xưa và được rất là nhiều các cái giới sưu tầm đồng hồ cực kỳ là yêu thích. Đây là một chiếc Lossen Picard sở hữu màu mặt trắng tỏa tia rất là sáng như thế này. Kèm theo đó là phần cọc số nổi. Thiết kế phần nêu băm tạo điểm nhấn. Đây sẽ là một chiếc Lossen Picard Dufonter với phần thân vỏ bên ngoài là vỏ vàng. Tuy nhiên thì cái lớp vỏ vàng bên ngoài của em này thì các bác cũng có thể nhận thấy được là đã có dấu hiệu của cái sự lên dầu theo thời gian nha. Phía mặt đáy ở đây thì sẽ là đáy inox. Đây các bác có thể thấy này, đáy inox nha. Có khắc tên thương hiệu Lossen Picard Dufonter ở dưới này. Chiếc này size mặt là 34. Size 34 không tính núm ạ. Còn đây là bộ máy bên trong nha các bác. Mời các bác cùng ngắm bộ máy nguyên bản của chiếc Dufonter này. Bộ máy cơ lên dây với 17 chân kính. Ở phía dưới mặt đáy đây thì sẽ có khắc tên hiệu Lossen Picard đây này. Đó. Máy vàng hồng. Máy này xuất sắc luôn nha. Rất là đẹp và sang. Chốt đơn em mẫu số 14 ngày hôm nay có giá là 2.180.000. 2.180.000 mã số 14. Paqueta. Tiếp tục lên cho các bác một chiếc Paqueta mặt vân lụa cực kỳ sang nha. Em này mặt vân lụa vàng, nó cọc số trải tia. Đây sẽ là một cái form mặt tràn viền. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ vàng và phía mặt đáy inox. Chiếc này sẽ có size mặt là 35. Em đeo lên trên tay cho các bác cùng ngắm nha. Paqueta. Máy cơ có tay. Đó. Mã số 15 ngày hôm nay có giá là 1.180.000. 1.180.000 nha các bác, mã số 15. 16 này. 16 lên cho các bác một chiếc Coslavin Zinaver phiên bản cao cấp của đồng hồ Thụy Sĩ. Máy cơ lên dây 23 chân kính, bọc vàng 22K này. Ở phía mặt đáy thì sẽ là đáy Coslavin, đáy inox như thế này. Dáng máy cơ siêu mỏng với size mặt là 35. Màu mặt đen và cọc số la mã nổi bật. Em sẽ lên tay cho các bác cùng ngắm. Đó.
Goslavin Zilaver thân vỏ vàng. Đây các bác nhìn này, lớp vỏ vàng bên ngoài của em này nha, còn nguyên vẹn luôn, hơi lên màu bã trầu một tí thôi, không hề có dấu hiệu hao mòn. 16 giá 1.480.000, 1.480.000 nhá. Bostock máy cơ lên dây 17 chân kính. Một chiếc Bostock mặt trắng, số học trò và có một lịch góc 3 giờ này. Bọc vàng ao 10. Đó, ở đây có chuyện là được bọc vàng ao 10 nhá. Phía mặt đáy này sẽ là đáy inox. Size mặt trên này là 34. Size 34. Bộ máy cơ có tay với 17 Jewel. Em lên tay cho các bác cùng ngắm này. Đây là một chiếc Bostock cổ, nhưng mà mặt rất là đẹp nha, mặt trắng cực kỳ là sáng luôn. 17 giá 980.000. Em này 980.000 nha các bác. Raketa, một em Raketa cổ, mặt đã lên dầu rồi các bác. Số học trò và có một lịch góc 3 giờ này. Thân vỏ bên ngoài sẽ là vỏ thép. Hàng sưu tầm dành cho các bác. Đó. Đây sẽ là một chiếc dây khóa của Rado nha. Một chiếc dây khóa Rado. Các bác mua một mà được hai luôn nhá. Chiều ngang 35 và chiều dọc chiếc này là 39, xấp xỉ size 40 rồi. Bộ máy cơ có tay, tình trạng hoạt động tốt, máy đã được lau dầu. Em lên tay cho các bác cùng ngắm này. Một em Raketa cổ, mã số 18, em này 400.000 nha. 400.000. Vừa được cái dây, cái này các bác đi ra thị trường các bác mua được cái dây Rado thì ít nhất cũng phải hơn 200.000 rồi. Ngày hôm nay thì các bác vừa được một cái dây Rado và cộng thêm một cái mặt Raketa cho các bác sưu tầm nữa. Mà giá chỉ có 400.000 thôi ạ. Máy thì đã được lau dầu rồi. Tiếp tục, một chiếc Paqueta mặt đen bao công. Em này form mặt tròn nha, size khá là lớn đấy. Chiều ngang là 39 và chiều dọc là 40. Đó, số chảy tia này, thân vỏ vàng và mặt đáy inox. Em đeo lên tay cho các bác cùng ngắm. Đây sẽ là một chiếc Raketa máy cơ có tay, cơ lên dây, thân vỏ vàng, vỏ mặt lớn nha. Mã số 19 giá 1.600.000. Raketa 1.600.000. Tiếp tục lên mã số 20, một chiếc Raketa mặt huyết, máy cơ lên dây 17 Jewel, mặt đỏ huyết rất là sáng, số học trò và có một lịch. Ở đây thì em thấy có chuyện là được bọc vàng ao 10. Đó. Vỏ bọc vàng ao 10 nha. Còn rất là đẹp, nguyên vẹn này, em này không hề bị hao mòn đâu. Đây là phía mặt đáy nha, sẽ là đáy inox. Size mặt ngang của chiếc này là 34 và chiều dọc là 40. Đó, dành cho các bác nào mà yêu thích màu mặt đỏ hợp mạng với cái màu đỏ như thế này. Đây sẽ là một cái mẫu đồng hồ rất là hay để cho các bác sưu tầm nhé. Chốt đơn em mã số 20 với giá là 1.280.000. 1.280.000 ạ. Và mẫu đồng hồ này cũng đã kết thúc video của em ngày hôm nay ở đây rồi. Cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi phiên đồng hồ ngày hôm nay của cửa hàng Kiên Đồ Cũ. Chúc các bác sẽ có một ngày mới tốt lành. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ về Zalo số điện thoại 0936050424 em đã ghi ở bên ngoài màn hình nhé. Và để theo dõi kênh Kiên Đồ Cũ thì các bác đừng quên ấn ngay vào nút đăng ký kênh màu đỏ em đã để ở phía dưới video này, cộng với lại biểu tượng quả chuông bên cạnh, để mỗi khi cửa hàng lên sóng các phiên đồng hồ mới thì các bác có thể nhận được thông báo và mình đón xem một cách sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những phiên đồng hồ tiếp theo ạ.